Rồi, chào các bạn. Thì các bạn nhìn thấy đây là một cái sản phẩm, một cái cần lắc léo tự động đảo chiều của Kintoni. Thì đây là một cái cần loại 1/4 nha các bạn. Thì các bạn nhìn thấy ở đây nó rất là nhỏ gọn nha. Nó dài chỉ có 114mm. Các bạn nhìn thấy mình cho các bạn xem. Đó. Rồi thì mình sẽ đi về cái sản phẩm một cách chi tiết hơn. Thì các bạn nhìn thấy ở đây là cái phần cán nè, cán tay cầm màu đen xanh, và cái phần phía trên là cái cục đầu gắn tiếp. Thì đây là cái đầu lắc léo được các bạn. Nó có thể gập lên gập xuống, bẻ cong tới cong lui, gập nó tạo cho chúng ta được cái góc xoay rất là rộng. Chính vì vậy mà chúng ta sử dụng trong những cái điều kiện khe hẹp rất là dễ dàng. Ở đây mã hàng là 2752-45G của Kintoni. Các bạn nhìn thấy người ta khắc laser trên cái sản phẩm rất là đẹp. Rất là đường nét, rất là chi tiết. Cũng như cái gia công của cái sản phẩm này mình thấy rất là hài lòng. Ở đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái phần đầu này. Nó được bẻ lên bẻ xuống, gập lên gập xuống thế này, cho nên là thuận tiện cho các bạn là vặn trong những cái khe hẹp hoặc là những con ốc nằm sâu bên trong, trong mỗi góc độ thì các bạn đều có thể vặn được. Đây, bên cạnh đó thì các bạn cũng có thể là bẻ thành cái chữ T thế này để chúng ta có thể tạo thành một cái tay lực để chúng ta vặn được nhẹ nhàng hơn, cũng như là nó sẽ giúp ngắn được cái khoảng cách, hoặc là trong những cái khoảng cách ngắn thì nó sẽ giảm được cái chiều dài. Đây các bạn nhìn thấy cái đầu rồi. Ở phần đầu ở đây người ta cũng có một cái nút nhấn các bạn, để chúng ta nhấn nút để cho khi chúng ta gắn một cái tiếp vào thì nó dễ dàng hơn. Thì chúng ta có thể tùy biến nhiều cái để chúng ta gắn theo cái cần tự động này. Tuy là nó nhỏ nhưng mà nó rất là chịu lực, rất là tốt các bạn. Cho nên là khi mà các bạn sử dụng vặn những con ốc hoặc là cây vít bên trong thì tuyệt vời luôn á. Ở đây mình ví dụ các bạn gắn một cái đầu tiếp, thì khi các bạn gắn đầu tiếp vào thì các bạn nhấn một cái nút. Đây, một cái nút nhấn phía sau, các bạn nhấn một cái thì các bạn gắn đầu tiếp vào rất là dễ dàng. Còn nếu các bạn không nhấn được thì nó sẽ không có vặn được, không gắn vô được. Khi các bạn muốn đảo chiều, chúng ta chỉ xoay cái núm vặn ở phía sau của cái đầu lắc léo. Đó, chúng ta làm như vậy là nó sẽ xoay được cái đảo chiều, được cái đầu vặn. Các bạn thấy cái phần mà vặn rất là thích thú không? Rồi thì khi các bạn tháo ra cũng vậy, chúng ta cố gắng chúng ta nhấn cái nút phía sau, nhấn nút mới tháo được các bạn ha. Ở đây nè, nhấn nút này. Rồi bây giờ mình gắn một cái đầu chuyển, một cái đầu chuyển này là đầu chuyển từ 1/4 sang gắn vít ha. Các bạn gắn vít 6.35mm gắn vào trong cái đầu chuyển này ha. Chúng ta có thể biến một cái cây vặn bu lông, vặn ốc thành một cây vặn vít. Mà cái cây vặn vít này thì các bạn thấy vừa nhỏ vừa gọn và thuận tiện. Cái đầu chuyển này hiện tại rất là hiếm các bạn. Cái đầu chuyển từ 1/4 sen bắn vít 6.35 thật sự là trên thị trường kiếm không ra đấy. Hoặc là có nhưng mà những cái hãng nó giá rất là cao cái đầu chuyển. Các bạn nhìn thấy cái cây vặn này rất là tiện lợi không? Bạn vừa vặn thẳng được nè, bẻ cong nè, lắc léo được nè, tạo thành chữ T nè. Các bạn bẻ thành chữ L cũng được nè, mọi góc độ, mọi khoảng cách, giúp ngắn được cái khoảng cách, giúp cho tạo lực được cái cần vặn. Đây các bạn gắn cái đầu, mình sẽ thay ra vào một cái đầu lục giác ha. Chúng ta gắn được cái đầu lục giác này 6.35mm nè. Các bạn biến nó thành một cái cây lục giác luôn. Đó. Thì nói chung là các đầu biến này chúng ta tùy biến để cho nó phù hợp với cái nhu cầu gắn vào mũi vít, mũi lục giác, mũi ba ke, mũi vít dẹp, hoặc là gắn đầu tiếp 1/4, đầu tiếp ngắn, đầu tiếp dài, vân vân. Tùy cái nhu cầu chúng ta muốn vặn được cái nào thì vặn. Thì hiện tại cái sản phẩm các bạn nhìn thấy nhỏ, gọn, gia công, đẹp, chi tiết, sắc sảo. Có điều thì giá cũng hơi cao tí nha các bạn. Nói các bạn nhìn thấy cái phần nhựa cũng được thiết kế rất là chắc chắn. Chiều dài thì mình nhắc lại là 114mm, nằm gọn trong lòng bàn tay, dễ dàng bỏ trong túi và cũng dễ dàng bị thất lạc.
Cho nên là các bạn nếu có sử dụng cái sản phẩm nhỏ thế này thì cẩn thận bỏ trong những cái nơi chúng ta có thể dễ bảo quản cũng như là dễ tìm kiếm. Đó, các bạn nhìn thấy cái sản phẩm của Kim Tony. Và mình xin nhắc lại cái mã hàng của sản phẩm này là 2752-45G. Các bạn có thể tìm trên Google. Và cảm ơn, chào tạm biệt.